quê hương tôi đuôi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Biển thủy mênh mông sáng đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, biển thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất cần. Truyền thống xưa còn người sáng hương trung kiên với sông núi ngàn năm, biển thủy yêu thương của tôi. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Biển thủy mênh mông sáng đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dù bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiến thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất ngờ. Truyền thống xưa còn đây, người sáng hương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiến thủy chúng ta đi là vào Hà Nội thì trước hết là tổ chức thăm Nam Bắc. Sau thăm Nam Bắc xong thì chúng ta sẽ thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thế thì
như thời gian là đến đấy căn cứ cụ thể là kết thúc ở Lan Bác đoàn ra rồi thì sẽ thống nhất chốt cái giờ để chúng ta tránh được người loại chờ người kia. Mà vào trong bảo tàng ấy thì nó rất rộng, rất nhiều nội dung mà chúng ta không cuốn chiếu theo cái chung thì nó sẽ khó. Còn nếu như vào đó mà liên hệ được người hướng dẫn toàn bộ cho đoàn chúng ta, chúng tôi vẫn quan điểm là sẽ lo cái việc đó, có người hướng dẫn chúng ta nghe được ngay. Đấy thì tinh thần như thế. Còn sau khi ăn cơm xong là chúng ta sẽ thăm ở trung đoàn 102. Thì hiện nay là nhà của 102 rất đẹp rồi, có nhiều các cô rồi các anh các chị rồi đợt trước thì không đi, nhưng mà có thể là xem cũng toàn bộ cái vũ khí thuật thì là vũ khí ở hiện đại nhưng mà cũng tăng ra xem anh em bộ đội là người ta làm thế nào. Báo cáo với đoàn thế hệ hôm nay chúng ta sẽ xem anh em rồi các cháu chúng ta thế hệ sau chăn nuôi trồng trọt như thế nào, cá các thứ làm sao, chúng ta riêng cái trại đài hiểu có hai cái trại này thì rất là tốt. Báo cáo các đồng chí là ngay. We'll be right back.
không làm. À, chú Hoàng nó có cái khay để đẻo đấy không lấy à? Không lấy chứ đứa em không biết được cầm cái đâu mà. Thank you.
không vào? Mới đi. We'll be right back.
cái này là về là cái đoàn kết của phim ấy.